chào đón quý vị đang đến với chương trình The Central Shop của đài CBN TV. Và thưa quý vị, với chương trình The Central Shop thì đã có rất nhiều những sản phẩm được quý vị yêu mến rồi. Ngày hôm nay thì Thiên Trà xin được giới thiệu đến quý vị thêm một dòng sản phẩm nữa rất là cần thiết trong mùa hè này. Nhưng mà trước hết thì Thiên Trà xin được giới thiệu người sẽ cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay, đó là chị Vicky đến từ công ty Skin Saver. Chào Thiên Trang cũng như chào quý vị của đài CBN TV. Vicky hân hạnh được đại diện công ty Skin Saver để chia sẻ với quý vị hôm nay về một số sản phẩm của công ty Skin Saver. Và cái dòng sản phẩm mà Thiên Trang nó rất là muốn được giới thiệu đến quý vị đó chính là dòng sản phẩm Sunblock. Bởi vì Trang biết là cái Sunblock này của mình thì nó có rất là nhiều điều đặc biệt. Nhưng mà trước hết để quý vị có thể hiểu được tại sao nguồn gốc chúng ta lại có cái dòng sản phẩm đặc biệt như thế này, thì chị Vicky có thể chia sẻ cho quý vị biết là dòng sản phẩm này công ty tại sao lại quyết định sản xuất ra và nó có những cái đặc điểm gì nổi bật thưa chị? Vâng, thưa quý vị cũng như thưa Thiên Trang, là công ty được thành lập vào năm 2015 bởi cô Jennifer Aspinall. She là makeup artist với 36 năm kinh nghiệm trên Hollywood. Khi she làm việc với rất là nhiều movie star thì ngay cả trong phim X-Men thì Thiên Trang cũng thấy là có những người họ phải đeo những cái lớp hóa trang trực tiếp dán lên da, thì có rất là nhiều diễn viên điện ảnh họ bị dị ứng bởi cái chất keo dán. Thì cô Jennifer hợp tác với công ty DBH, tức là Dermastatic Beverly Hills, một công ty chuyên về dòng sản phẩm cao cấp, để tạo ra dòng sản phẩm Skin Saver của ngày hôm nay để bảo vệ làn da cho những diễn viên Hollywood mà bị dị ứng khi làm việc với những chất keo dán của những cái movie như vậy đó, Thiên Trang. Yeah. Như vậy thì với những diễn viên Hollywood họ rất là hay đóng những cái phim mà phải bị hóa trang rất là nhiều nè, rồi có những cái phong cảnh mà dễ làm cho người cái da của mình nó bị ảnh hưởng, và nhất là phải quay ngoài trời nắng nóng nữa hàng ngày liên tục như vậy đó quý vị. Thì bây giờ những diễn viên Hollywood đó đã có thêm một cái dòng sản phẩm, đó chính là cái Sunblock đến từ công ty Skin Saver rồi. Và bên cạnh đó, không chỉ là Hollywood mà Thiên Trang còn được biết là hiện tại thì trên cộng đồng của mình đó cũng đã có rất là nhiều các anh chị em nghệ sĩ cũng đã sử dụng rồi. Thì chị Vicky có thể chia sẻ thêm một chút xíu là những anh chị nghệ sĩ nào đã từng sử dụng qua và có hiệu quả ạ? Dạ vâng, thì chắc quý vị cũng biết là ca sĩ Hồng Ngọc hiện tại đang sinh sống ở tiểu bang Texas. Thì có một lần thì Vicky coi news thì Vicky thấy là chị Hồng Ngọc bị phỏng. Thì chắc quý vị cũng đã biết rồi là chị bị phỏng một nửa mặt. Thì công ty có gửi cho chị một bộ sản phẩm của Skin Saver sau 2 tháng xài. Thì cùng với những cái liệu trình của bác sĩ và dòng dưỡng của Skin Saver thì hiện tại da mặt của chị Hồng Ngọc rất đẹp thưa quý vị. Và sau khi xài như vậy thì chị rất thích và chị gọi điện thoại trực tiếp cho Vicky để trở thành, sắp tới đây chị Ngọc sẽ có thể trở thành gương mặt đại diện cho Skin Saver trong cộng đồng người Việt thưa quý vị. Wow, nghe rất là tuyệt vời không thưa quý vị? Da Ngọc là da giống như em bé vậy đó. Cho nên là mọi người an tâm cho cái dòng dưỡng da này. Nó có dưỡng chất làm tan đi những cái chất mà giống như là không tổn hại da mình đó. Nó tan đi khi mà mình xuống nước hay là mình xài trước khi mình đi đâu đó. 5 tiếng dành cho cái da của mình. Nó sẽ bảo vệ da mình đến 5 tiếng lần nha mọi người. Trời, thật sự là mấy bữa nay Ngọc ra nắng. Tại sao con bơi này nọ ngoài hồ, Ngọc phải ra rồi Ngọc cũng che này nọ. Nhưng mà cái tánh mình á, mình muốn cái gì nó bảo vệ cho cái da mình. Đó, Ngọc đã xài cái Skin Saver này. Hy vọng là chúng ta hợp ý nhau để xài cái loại này. Nó rất là ổn dành cho chúng ta, kể cả cho con mình nữa nha mọi người. Cho con, cho em bé, tại vì nó làm bằng 100% là organic. Cho nên là nó rất là tốt. Ngọc cảm ơn rất là nhiều Skin Saver đã đồng hành với Ngọc ngày hôm nay. Thiên Trang cũng như rất là nhiều quý vị đồng hương tại nước Mỹ này cũng như là ở tại Việt Nam thì rất là lo lắng cho nữ nghệ sĩ Hồng Ngọc. Và chính vì thấy cái sự xoay chuyển trong cái việc mà chị chữa trị, vì bởi vì là hôm bữa là khi nghe chị bị phỏng thì mọi người rất là lo lắng, nhưng mà hôm nay khi mà chị đã tự tin khoe ở trên Facebook của mình như vậy thì hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ đến cho quý vị. Thì Skin Saver cũng đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái việc chữa cái phần bỏng trên cái gương mặt của chị Hồng Ngọc. Thì thưa quý vị, đó chính là những cái câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ đến cho quý vị. Tại sao dòng sản phẩm Sunblock đến từ thương hiệu Skin Saver lại có một cái giá trị đặc biệt như vậy, và hôm nay chúng tôi phải mang đến cho quý vị. Bởi vì Sunblock thì có rất là nhiều ở trên thị trường và quý vị đã sử dụng qua rất là nhiều. Nhưng để chúng ta chọn một cái dòng sản phẩm không chỉ ngăn ngừa
những cái tia cực tím tác hại vào da của mình, cũng như là cái độ tuổi của mình nó ngày càng một lớn hơn, cái sự lão hóa trên da nó làm hư hại da của mình khi tiếp xúc với nắng mặt trời, đặc biệt bây giờ là mùa hè nữa. Thì Skin Saver đó, Sunblock, nó lại giúp rất nhiều cho những anh chị mà làm ở ngành nail, phải không chị Vicky? Dạ vâng, đặc biệt là chắc anh chị làm nail là những người sẽ cảm nhận cái sản phẩm này nhiều nhất. Vì có những anh chị sau một khoảng thời gian làm nail thì bắt đầu da của chúng ta bị sạm màu đi, bị tối màu đi. Đơn giản thôi, vì chúng ta hàng ngày phải tiếp xúc với những cái hóa chất nằm trong bột và những trong chất sơn. Có nhiều anh chị là bị dị ứng luôn cả vào trên tay da. Thì dòng sản phẩm Skin Saver này làm ra cũng rất đặc biệt dành cho những anh chị em đó. Thì sẽ bảo vệ da chúng ta khỏi những cái hóa chất hàng ngày trong có trong bột và trong chemical mà chúng ta tiếp xúc. Ngoài ra thì Skin Saver cũng rất là đặc biệt cho những chị em thường đứng bếp. Thiên Trang có thể biết là ngoài cái ánh nắng mặt trời thì heat cũng làm, tức là cái độ nóng cũng làm cho da chúng ta, cái hyperpigmentation, tức là những cái hắc tố da ở dưới da chúng ta làm cho da chúng ta sậm màu đi và nổi lên trên mặt những cái lớp đồi mồi. Thì Skin Saver cũng ngăn chặn cả những cái sức nóng, làm giảm tối thiểu đi. Tại vì trong Skin Saver có một loại chất gọi là color light root, thì cái chất đó nó làm cho những cái hắc tố da bị hòa tan đi và không nổi lên mặt chúng ta, tạo thành nám và đồi mồi, thưa quý vị. Wow, như vậy là không chỉ các anh chị em mà đang làm trong ngành nails mà mình rất là lo, là vì cái hóa chất đó, nó làm cho da của mình ngày một bị hư hại đi, bị sậm màu đi, mà bên cạnh đó những chị em mà hay nội trợ thì ngày nào chúng ta cũng nấu ăn rồi, và Thiên Trang cũng đã từng đứng bếp rất là nhiều lần, cho nên thấy rằng là cái chuyện mà mình dễ bị bỏng nè, từ dầu văng lên hay là cái hơi nóng, nó nhiều khi cái chảo của mình nó nóng quá đi thì mình mới chiên ấy mới ngon được, thì nó làm cho da của chúng ta một phần nào đó nó bị ảnh hưởng, và ngày qua ngày như vậy đó quý vị, chúng ta sẽ thấy da của mình nó bị tác hại rất là nhiều, nhưng mà mình lại không có cái cách nào để mà ngăn chặn. Thì bây giờ chúng ta đang đi tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao da của mình nó lại có những cái vấn đề như vậy. Và cũng xin được nhấn mạnh, bởi vì đây là mùa hè mà quý vị, cho nên là chắc chắn là chúng ta nhiều khi mình thức dậy 6-7 giờ sáng vậy đó, chúng ta không thấy có quá nhiều nắng, nhưng mà thật ra trong cái không khí nó đã có những cái tia cực tím mà mình không nhìn thấy bằng mắt thường được rồi. Vì vậy rất là khuyên quý vị là 6-7 giờ sáng, nếu chúng ta có đi làm vườn ở ngoài vườn của mình nè, hay là mình có đi ra ngoài nhiều đi bộ, thì chúng ta cũng nên sử dụng thêm một cái sản phẩm mà giúp ích cho quý vị bảo vệ làn da của mình, đó chính là Skin Saver, thưa quý vị. Và quý vị hãy thử sử dụng thử một lọ xem, quý vị sẽ thấy là những cái tác hại từ cái ánh nắng này, hay là những cái heat và cái chemical khi chúng ta đi làm việc đó, nó sẽ giảm được cái tác hại trên da của mình rất là nhiều. Vậy thì quý vị đừng quên gọi cho chương trình của chúng tôi qua số phone là 714-316-5999 hoặc là 888-414-5678 quý vị nhé. Và bây giờ Vicky sẽ làm một cái thí nghiệm nhỏ về tác dụng của kem chống nắng Skin Saver nha. Và xin quý vị là đừng try cái thử nghiệm này ở nhà nha. Đây quý vị, đây là Skin Saver Sunblock nha. Bây giờ Vicky sẽ bỏ lên trên tay Vicky một chút xíu. Mình thoa đều trên tay nha. Và đây là muriatic acid, thì quý vị có thể Google và quý vị có thể thấy được rằng là với 15 giây khi tiếp xúc với da mà quý vị không có lớp da bảo vệ thì nó có thể làm lột da của quý vị. Nên hồi nãy quý vị mới nói là please đừng try cái thử nghiệm này at home nha, ở nhà nha. Giấy foil paper thì chắc có lẽ quý vị biết rồi, là dùng để là nướng đồ ăn này nọ, nó có thể chịu nhiệt rất cao và có thể bảo vệ được cái đồ ăn của chúng ta. Thì Vicky sẽ đổ cái acid này lên trên này, và Vicky sẽ đổ cái acid này lên trên tay của Vicky. Thì quý vị sẽ thấy là trong vòng 15 second cái acid này nó bắt đầu nó burn through cái giấy foil paper, tức là cái giấy bạc nướng đồ ăn đó. Vì đó, quý vị có thể thấy như vậy nha. Tức là acid này rất mạnh, có thể làm cháy luôn cả cái giấy này.
Nhưng tay của Vicky không sao hết quý vị nhé. Vì cái sunblock nó đã tạo ra một cái lớp màng bảo vệ cho da, nên cho dù có acid lên vẫn không sao hết quý vị. Và cái ly này thì đã cháy như vậy. Và không biết là chị Vicky trước khi chia tay quý vị khán giả thì còn có những cái lời chia sẻ gì đến quý vị nữa không ạ? Vicky cũng cảm ơn đài CBN cũng như Thiên Trang đã dành những giây phút rất là hữu ích để Vicky chia sẻ về dòng sản phẩm Skin Saver. Để biết thêm chi tiết, quý vị có thể lên website của công ty là skinsaverbeauty.com. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Và những quý vị nào chúng ta gọi vào order thì quý vị có thể đến pick up trực tiếp tại đài CBN 10891 Capital Avenue Suite A, Garden Grove, CA 92843 quý vị nhé. Đến đây thì Thiên Trang và Vicky xin được chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.